mình đi bán á thì thực tế thời gian rảnh nó không có, cho nên mình đâu có lên bờ mình đi đây đó mình quay mấy cái khác được, cho nên mình lấy cái cuộc sống của mình làm clip luôn cho nó tiện. Thời gian gần đây, cái tên Cho Hàng Vlog đã không mấy xa lạ đối với các khán giả ở miền Tây. Đó là kênh YouTube của vợ chồng anh Trần Hữu Cư và chị Huỳnh Thị Loan, chuyên về ẩm thực và cuộc sống trên ghe hàng. Từ bán ghe hàng ở sông Hậu đến bán nhỏ lẻ ở các chợ, rồi từ miệt Đồng Tháp, vợ chồng anh xuống tận Cà Mau và quyết tâm gắn bó với nơi này đã 5 năm. Nghề này hồi xưa ba má đi á, bắt đầu truyền lại. Bây giờ ba má về hưu rồi, giờ tới con đi nói nghiệp. Rồi cái nghề của mình theo dòng cũng bán á, rồi cho nên mình đi theo bà con đây cũng dễ thương, mình bán đồ cũng vui vẻ này kia nọ, cũng sống cũng yên bình, cho nên cũng thích cái nghề này. Nghề Cà Mau thì nói chung im, nhưng nhầm khi mình đi bán là chiều mình đậu lấy bến đó, thì bà con rủ mình lên nhà chơi hoặc là lên uống trà hoặc là nhầm khi lên nhậu nữa cũng nhiều lắm. Cứ mỗi con nước là mình đi một lần vậy đó, gặm thì mình đi cho tới 23-24 là mình về. À, xuống nhét vô rồi giùm con cho anh. Quắn lại. Bây giờ mà đi chợ muốn mình mua ở đây cũng vậy thôi. Ở đây ủng hộ ở đây ủng hộ, ví dụ nhầm cái chuyến này lại có không có thì chuyến sau vậy đó. Còn mua chợ góp ở chợ thì tháng nào cũng phải trả người ta đó. Trả hết cái này thì mua cái khác. Mó ruột. Này thì nói chung ta cũng xài đa dạng lắm, mình bán gì thì người ta mua nấy thôi, mà chủ yếu đồ của mình đẹp mà chất lượng thì người ta chịu mua. Con nước nào nó cũng lợi nó ra bán thì mua nhóc đồ luôn, muốn mua gì cũng có. Giọng còn sống hả? Cái đầu thì ảnh làm đó, ảnh làm YouTube vậy đó, mà chị đâu biết YouTube là gì đâu, làm ảnh ấy quay lại chị coi sau này coi vậy đó. Thì nói anh làm đi, em không có dám vô màn hình đâu nha, anh làm mình đi. Cái từ từ thấy cuộc sống ghe hàng của hai đứa mà có mình anh làm không à, thấy cũng không ổn, rồi thấy vậy thôi gán tới gần màn hình quay vô mặt là gán như là kiểu như mình phải gán thoải mái cho chồng mình quay một cách như đạt được chuẩn vậy đó. Đôi khi chị em thích nhất lại á, ăn uống rồi quay vô cũng vui, thế vậy thôi, gán vô rồi ghi từ từ giờ cũng quen. Nhầm người ta nói sau này mà ví dụ kênh phát triển á, mình làm hướng khác, mà thực tế chắc nếu mà không phát triển thì mình cũng quay gì thôi, tại hồi xưa giờ mình cũng quay quen quay gì rồi, rồi mình quen đi bán rồi nè, cho nên chắc cũng gắn bó hơi lâu, còn không biết đời sau á thì con mình thì không biết nó còn đi hay không. Vui năm nào cũng vậy cho anh chị. Dạ cũng làm món này món kia gì đó, đãi anh em đoàn kia này nè. Ăn Tết là chia tay về quê, mỗi người ai cũng phải về quê hết. Em xuống dưới đây mười mấy năm mà thấy cũng vui chị. Nhiều khi về trễ ăn Tết rồi chứ lay quay nó buồn. Lay quay cũng đi xuống dưới này nhiều.
Nói chung một năm là ở dưới này hết đâu có 10 tháng rồi, còn 2 tháng là ở quê đó. Nếu mà tôm trúng với người ta nuôi tôm trúng là mình bán được, bán nhiều hơn nữa. Dạ. Nói chung là ở đây có tiền là mình bán thoải mái lắm, người ta cũng chịu mua đồ chứ ơi. Cảm ơn vui.